Do ở đây không có xi măng, không có máy cắt, tôi sẽ mô tả bằng một cái bãi giống như làm thực tế thôi. Để cho một cây nó có cái chiều nhìn có chiều sâu và thấy cái cảnh bao la, chúng ta nên cho một cái cây tiểu cảnh, nó không cần biết nó như thế nào, nên trên một cái mô đất cao. Đầu tiên như vậy chúng ta sẽ cho nó lên một cái mô đất cao. Làm sao ở trong cái khuôn viên này nè, khuôn viên của cành phóng, khuôn viên của cành phóng nó có một cái khoảng hở để cho nó rộng. Làm gì thì làm chỗ này phải có khoảng hở. Giả sử như ban nãy trên đây có cây quế, cái cành này nè nó quá thấp, giả sử như thấp vậy đúng không, giả sử như cành này nó quá thấp như vậy thì chúng ta làm cái mô đất này nó cao lên một tí. Đồng thời cái mô đất này chúng ta làm cao lên, chúng ta móc cái này xuống và chúng ta đừng có làm cái bãi này thì tự động thấy cái này nó sẽ cao lên. Mọi người hiểu không, hiểu chỗ này không? Có nghĩa là đằng trước không làm mũi nữa mà chỉ làm mũi ở cái bãi đất thôi, để cho cái này, giả sử như mọi người nhìn đây, giả sử nãy ban đầu nó dày thì mọi người sẽ thấy nó thấp đúng không, nhưng nếu mà mọi người thấy như vậy rõ ràng cái khoảng hở này mình đã khai thác hết, là mình không sử dụng cái bãi đất này nữa. Cây này có may mắn cái là được cái nó cao, thành thử chúng ta có thể làm được cái bãi thôi. Đây là cái chiêu tại sao mà tiểu cảnh của Lâm Ngọc Vinh dù không phải là tay làm tiểu cảnh đệ nhất của miền Nam nhưng nhìn vô vẫn đẹp. Mọi người chú ý cái chiêu này là cũng giống như uốn cành. Cái tiểu cảnh, cái độ khuyết đầu tiên bao giờ cũng phải đưa ra sau. Thì để tạo được cái cảnh đó, chúng ta chưa cần biết sắt đá như thế nào. Chúng ta cứ đổ đất như vậy đi, đổ thành cái bãi đi. Và cách để mà làm cho nó sâu á là đổ này bãi cao và cho đằng trước nó hơi lài chút. Giống như một cái cây nó mọc ở một chiền dốc nè, một chiền đá nè, hay một cái chiền núi hay chiền suối gì đó mình không biết, nhưng mà nó ở mọc đại khái là nó ở một cái chiền hay một cái chiền. Thì đầu tiên chúng ta làm vậy. Rồi để tạo độ sâu chúng ta cũng làm cái co đầu tiên là co đi ra sau. Một cái bãi đất đang vun vắn như vậy, chúng ta móc cái co này ra. Chỉ cần co đầu tiên thôi, chỉ cần co đầu tiên là mọi người đã thấy được cái dáng sơ bộ về cái tiểu cảnh nó đẹp rồi đúng không? Mà đã thấy cái cảnh nó đã sâu rồi. Cái co đầu tiên này, cái co đầu tiên này nó không nhất thiết là nó phải nằm ở trước cành phóng hay đằng sau cành phóng hay là hôi hẳn ra sau. Và cái co đầu tiên này nó sẽ phụ thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người. Cái cảm nhận của mỗi người thì để tạo nên cái co đẹp cũng giống như để trong cây bonsai cũng vậy. Nếu chúng ta uốn một co chắc chắn sẽ không ấn tượng bằng hai co trong một co. Ban nãy mọi người nhớ không? Thì để tạo hai co trong một co, chúng ta tạo thêm một cái co nhẹ ở đây cái nữa. Bây giờ tôi không còn biết làm tiểu cảnh, mọi người cứ theo cái trình tự này mọi người làm đi, 10 cái giống 10 cũng được, nhưng nó là tiểu cảnh đẹp. Tại vì nó là đang theo tiêu chuẩn. Đây là hai co trong một co của cái co đầu tiên. Mọi người hiểu về hai co này chưa? Đúng lên nhìn rõ hơn. Sắp thầy rồi. Mình chưa cần nói về là phải sắp đá gì, đầu tiên mình phải điểm bãi, gọi là điểm bãi, phải sắp đá. Mọi người hiểu chưa? Đây là cái co, đây thực ra tôi mới nói co đầu thôi nha. Co đầu này là hai co trong một co. Ha. Rồi đến co thứ hai mình phải làm cái gì? Ngày xưa chúng ta học địa lý về tính chất bồi đắp và lở của sông, chúng ta luôn luôn biết hai bên bờ của sông bao giờ cũng có một bên lở và một bên bồi đúng không? Thì cứ một bên đây lở thì bên kia phải bồi. Thì cái chỗ nào á mà mình
mình cong vào á thì bên kia nó phải cong ra, mình tạo một cái đường cong ra cho cái đằng sau cái cong vào cái co đầu tiên. Ở đây này mình tạo gì, giống như cái này nó bên đây lợ nè thì bên kia đắp bên bồi, tại vì cái cạnh này nó không có cái bờ bên đây, thành thử mình phải mường tượng nó ra cái bờ bên đây, hiểu không? Thành thử tướng bên lợ bên bồi, bà gì quên mất tiêu rồi ha. Đó thì chúng ta mới tạo ra được một cái cạnh theo kiểu tự nhiên, theo thiên nhiên, đúng không? Rồi tương tự với cái cây kia, cành rơi, thì ứng dụng trong cái kiểu lò xo của cành rơi, chúng ta ứng dụng cho cái bãi đất này, thì tới co thứ hai, co đầu tiên co vào thì co thứ hai chúng ta phải trả ra. Cái cây cũng vậy, cái cây co đầu tiên mình co xuống, đúng không? Đây còn bằng chứng nè, đây cái cây mình co xuống để tạo độ sâu, đúng không? Thì cái này cũng co xuống để tạo độ sâu. Mình nhìn nhảy rõ ràng nó song song đó, nhưng mà cái đó là cái nguyên tắc để tạo độ sâu, nguyên tắc đơn giản nhất và dễ làm nhất. Cái co thứ hai chúng ta phải lồi ra, thì tương tự như vậy, cái co thứ hai chúng ta phải lồi ra, đắp đây đi để dành hoặc là đút ra nữa. Co thứ hai chúng ta phải lồi ra, thì cái lồi ra của thằng này là phải lõm vô của thằng kia. Cứ cái lồi cái lõm, cái lồi cái lõm. Mọi người có thấy cái bãi nó khác đi chưa? Co đầu, co vào, co thứ hai, co ra, rồi cứ bản nhất của tiểu cảnh. Còn bác nào mà cãi nói là cửa sông cửa biển là không có bên lợ bên bồi, thua luôn. Tại vì bác sống ở ao không à, bác đâu thấy bên lợ bên bồi đâu. Hai ao không bao giờ lợ, không ao bao giờ bồi. Hai bờ thế. Và đây, đây là cái nguyên tắc tạo đầu tiên, tạo một cái bãi, đúng không? Mà không biết tại sao nãy giờ mình làm nó cũng đẹp thật biết đó. Không nhìn mặt tiền thấy đẹp. Tự nhiên thấy đẹp. Không nhìn mặt tiền thấy đẹp. Thấy mọi người hiểu được cái nguyên tắc chưa? Đây là nguyên tắc tạo bãi nha. Bây giờ bắt đầu tới nguyên tắc tạo chiều sâu. Cái đổ rồi cho em mượn cái đổ. Mọi người tưởng chừng như cái bãi này là đẹp rồi, và thực sự nó đã đẹp rồi, nhưng chưa đủ, nó phải có chiều sâu. Thì để tạo một chiều sâu cũng giống như một dòng thác. Tại sao cái cây này mình nhìn thấy nó giống như thác đổ và có chiều sâu, đúng không? Tại vì nó có thằng cái gần này nè và cái gần này. Nếu cây này không có gần này thì cái cây này, cái co này vô ích. Do đó chúng ta phải tạo chiều sâu cho cái cây. Trong cái cảnh tương đương với cây, chúng ta phải tạo chiều sâu cho cây. Để tạo được cho cái chiều sâu cho cây á, thì rõ ràng á là chúng ta thấy cái cành này thấp hơn cành này không? Thì cái này cành này nè, thấp hơn cành này. Thì nguyên tắc để tạo một chiều sâu là chúng ta phải làm sao cho thấy một cái thằng cao hơn cái thằng thấp. Nguyên tắc tạo chiều sâu chỉ có lại thôi. Và làm sao làm được một thằng cao hơn thằng thấp thì chúng ta thấy được chiều sâu. Để tạo được cái chiều sâu chúng ta làm như vậy. Ở đây chúng ta mới có một bậc thang à. Cách hay nhất là chúng ta tạo thêm một bậc thang nữa. Cái độ bậc thang này nó phải có một cái sự cách ly đặc biệt để tạo nên được cái chiều sâu cho cái cảnh. Và mọi người thấy ban nãy mình nhìn cái kia rõ ràng là nó phẳng lì, cái bãi này nó phẳng. Cái bãi này là bãi cát bồi thôi, còn đây là rõ ràng đây là một cái chìm nó có sẵn. Mọi người có thấy sâu hơn không? Đúng không? Kể cả mặt sau nha, kể cả mặt sau. Kể cả mặt sau nha. Và đây là bí quyết thứ hai để tạo độ sâu. Đây, tất cả các từng bước mọi người cố gắng nhớ những cái chi tiết quan trọng nhất. Những chi tiết này thì dù tay nghề có kém cỡ nào làm thì bạn cũng đẹp.
Thấy chưa? Rồi, đó là chúng ta xây dựng cái bãi ở trong đầu. Bây giờ làm đất á, dễ quá. Muốn khuyết chỗ nào khuyết, muốn lồi chỗ nào lồi, muốn cắt chỗ nào cắt, quá dễ. Nhưng mà bây giờ tôi đá. Đối với đá thì để mà điểm một cục đá vô đây thì chúng ta điểm một cục đá như thế nào? Điểm đá làm sao? Chúng ta phải nhìn vào những cái nét chính của cảnh chúng ta điểm đá. Thí dụ co đầu tiên cái nào đẹp, hai cái chỗ khuyết này và cái cục u này nó làm nên cảnh đẹp, thì chúng ta đặt một cục đá vô. Ở đây chúng ta phải trong một cái cảnh đó, chúng ta phải tìm được cái điểm quyết định của cảnh đó. Thí dụ như nói về co đầu tiên, chúng ta sẽ tìm cái điểm quyết định tạo ra hai co, thì chúng ta sẽ thay thế cái bãi đất đó bằng cục đá. Thí dụ như cái điểm này cục U, chúng ta sẽ thay thế bằng cục đá này. Thì mọi người thấy đây cái điểm giật các gân và các co tự nhiên của đá có phải là tạo nên được cái nét đầu tiên cho cảnh đúng không? Đến cái đỉnh thứ hai, cái tạo lên các co thứ hai và thứ ba là những cái g thứ hai, thì chúng ta sẽ chọn cái g thứ hai. Chúng ta sẽ tìm một cục đá nào tương đương với cái điểm thứ hai, chúng ta tạo nên cái g thứ hai. Vậy là chúng ta đã tạo ra được cái co như bằng đá, bằng đất rồi đúng không? Trong lúc nói, vì cái tiểu cảnh này không hiểu tới đâu là phải hỏi ngay lúc đó. Hỏi lại là nó bị mất cái công đoạn rồi. Khi tôi làm tới đâu mọi người không hiểu tới chỗ nào, hỏi ngay. Đây là cái để... em hỏi đi em. Em xin phép. Thì cái mình làm tiểu cảnh này thì trước tiên là mình tạo hình dáng bằng đất trước thôi. Chính xác vậy. Thay đá sau. Chính xác vậy. Đối với người bình thường như anh thì anh nhìn cây xong cái tiểu cảnh mất rồi. Thì cái đó là giống như anh nhìn một gốc nguyên liệu thành phẩm. Nhưng anh đang dạy cho mọi người từ cái người không biết gì. Luôn luôn anh hướng dẫn cho người không biết gì. Đúng rồi đó. Thành thử. Em phải tưởng tượng được trong đầu em định làm hướng nào. Và cái cách giống như ban nãy anh nói, cái người không biết uống, không biết cảm giác cái gân của uốn cành, thì cứ bên trái là bên trái, ngược chiều kim đồng hồ, và bên phải là quấn theo bên phải là cùng chiều kim đồng hồ. Thì đây cũng vậy. Không biết làm, cứ làm đúng theo nguyên tắc vừa rồi anh chỉ cho anh. Làm xấu cái nào anh bao luôn cũng đẹp. Tại vì nó đúng. Cái cây này đúng không ạ? Nó đi như thế này. Cái tiểu cảnh của mình bên dưới, bãi của mình bên dưới nó có liên quan gì đến cái phần trên này? Có chứ. Thì bạn này anh nói đó. Cái bãi này nè nó cũng giống như chiều sâu. Thứ nhất đầu tiên á là cái cây nó co như vậy là cái chiều sâu và mặt tiền bên đây. Thì cái bãi đá của mình, cái co đầu tiên nó cũng phải như cái cành. Em nhìn thấy nó rõ ràng không? Không, để làm gì? Tạo độ sâu. Nó như vậy. Thì cái co này cũng vậy. Anh nãy giờ anh đang liên tưởng, anh đang liên tưởng là cái bãi đá của anh giống như là cái co của cái cành rơi đó. Em thấy không? Có nghĩa là cái chiêu để làm tạo độ sâu hay nhất là cái chiêu khoét vào. Cái cây cũng vậy, cứ khoét vào cái là mình nhìn thấy nó sâu hơn là để thẳng. Trong đồ họa mỹ thuật cũng vậy. Mọi người cứ hỏi đi, tại vì bắt đầu sau này là tôi chuẩn bị tôi sẽ xóa toàn bộ cái bãi đất. Tôi đang thay bằng đá để cho anh em hiểu. Đầu tiên là phải sắp bằng đất đã.